đến thị trường Việt Nam. Mẫu xe hạng B Hyundai Accent 2018 hoàn toàn mới. Theo đó, mẫu xe Hyundai Accent 2018 sẽ được lắp ráp tại nhà máy của Hyundai thành công ở Ninh Bình thay vì nhập khẩu nguyên chiếc. Hyundai Accent 2018 thế hệ mới tại thị trường Việt Nam sẽ có tổng cộng 4 phiên bản bao gồm 1.4 MT bay, 1.4 MT số sàn, 1.4 số tự động và 1.4 số tự động phiên bản cao cấp. Chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay chương trình Thế giới ô tô xin gửi đến quý vị và các bạn một trong những chiếc xe đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam trong suốt những thời gian vừa qua. Đây chính là Hyundai Accent 2018. Chiếc Accent 2018 này là thế hệ thứ 5 mà Hyundai thành công giới thiệu đến thị trường Việt Nam. Accent đã thay đổi hoàn toàn hình thức với giá bán đề xuất chỉ từ 425 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn đến 540 triệu cho phiên bản đặc biệt. Và đây là chiếc Hyundai Accent 1.4 số sàn bản đủ, một trong những chiếc xe có thể nói là nòng cốt trong công cuộc chinh phục vị trí số 1, thậm chí là có cơ hội để đánh bật Vios khỏi thị trường Việt Nam cho vị trí ngôi vương xe bán chạy nhất Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem chiếc Accent này có gì đặc biệt. Tìm hiểu xem thiết kế ngoại thất về phần đầu xe của xe này có gì đặc biệt. Accent có thể nói là một bản thu nhỏ của Hyundai Elantra, khi toàn bộ những mẫu thiết kế, những phong cách thiết kế quen thuộc, người ta gọi đó là điêu khắc dòng chảy 2.0, vẫn được tái hiện hoàn toàn trên chiếc Accent này. Gen Projector kết hợp với giải đèn LED ban ngày, xi nhan đi cùng toàn bộ cụm đèn. Và điểm đặc biệt của cụm đèn này đó là nó được kéo rất dài từ phần phía tay tôi đây ra đến tận phía sau, một cảm giác gần như là không có điểm kết thúc. Phần đèn bi gầm cũng là một trong những sự thay đổi đáng kể đến từ Hyundai Accent, khi xe thậm chí còn được trang bị đèn bi và một điểm mà thường thấy ở trên những chiếc xe sang. Những chiếc giá rẻ sẽ không có điều này, thường chỉ là halogen dạng thường. Phần mặt ca lăng vẫn giữ nguyên những thiết kế như cũ, giống như trên đàn anh Elantra, thậm chí là Sonata, khi lưới tản nhiệt này và là hình thác nước. Chính giữa là logo Hyundai. Điểm đặc biệt ở cụm đèn chiếu sáng cũng như phần thiết kế cụm đèn trước này, chúng ta sẽ có hệ thống tự động bật tắt cảm biến ánh sáng. Ngoài ra còn được hỗ trợ về đánh lái tự động, có nghĩa là khi các bạn đánh lái thì đèn sẽ liếc theo vị trí mà các bạn đánh lái. Một trong những điểm rất hay mà các đối thủ khác hiện tại bây giờ không có. Chúng ta có thể thấy như thường lệ thôi, tất cả những đường dập nổi sẽ được đi từ đầu xe đến cuối xe, tăng thêm vẻ sang trọng mạnh mẽ cho chiếc xe Accent này. Gương chiếu hậu, chỉnh điện, cụp điện, tích hợp xi nhan báo rẽ và đặc biệt có một chức năng, đó là chức năng sấy gương. Mặt chủ sẽ sử dụng da răng đúc 15 inch, đi kèm thông số lốp là 185/65:15, một trong những chiếc thông số lốp thường thấy trên những chiếc sedan hạng nhỏ. Tay nắm cửa mạ chrome cùng màu thân xe, tích hợp nút bấm và cửa thông minh. Và dĩ nhiên, có nút bấm này chúng ta sẽ có chìa khóa thông minh. Rất nhẹ nhàng để có thể mở cửa lái này ra bằng một nút bấm duy nhất. Điểm đặc biệt, toàn bộ 4 bánh này đều sử dụng Honda City khi chỉ được sử dụng 2 phanh đĩa trước và phanh gang trống phía sau. Đây là một trong những điểm khá là ăn khách của Hyundai Accent so với đối thủ Honda City đến từ Nhật Bản. Thiết kế phần phía sau của Hyundai Accent, theo tôi nghĩ là nó có một cái nét gì đó rất giống như Elantra, đặc biệt về cụm đèn chiếu hậu như thế này. Cụm đèn chiếu hậu này gần như y nguyên từ Elantra, nhưng một chạm mà chúng ta có thể có ngay lập tức như thế này, với hệ thống trợ lực khá thông minh. Cùng với đó là 4 cảm biến bao gồm 2 cảm biến sau và 2 cảm biến góc. Phần ốp phía sau này được sơn hoàn toàn bằng màu đen nhám và sử dụng chất liệu nhựa, tăng thêm vẻ thể thao mạnh mẽ cho chiếc Accent này. Đèn phản quang phía sau, đây chỉ là phần phản quang và không có thể không bật được, giống như trên Vios. Vios thì chúng ta sẽ có 2 cái đèn sương mù phía sau này đều có thể bật tắt được. Tuy nhiên thì Accent chỉ là phần phản quang thôi. Đây là một phần mà tôi nghĩ Accent nên bổ sung sau những phiên bản cải tiến sau đó. Xe vẫn chỉ sử dụng hệ thống ống xả đơn thay vì ống xả kép như trên Elantra có.
Đây là phần không gian khoang hành khách của Accent 2018. Mặc dù sở hữu chiều dài hơn Vios 3cm, tuy nhiên thì theo cảm giác của tôi, phần không gian khoang hành khách này Accent vẫn có một cái gì đó không được rộng rãi bằng Vios. Mặc dù rất đẹp, thật sự là một thiết kế rất ấn tượng và trẻ trung. Vị trí ngồi này là ghế thứ hai. Các bạn có thể thấy phần trần xe khá là cao, cao hơn khá nhiều so với Mazda 3, nhưng vẫn thua kém Vios, một điều rất đáng tiếc của Accent. Phần khoảng để chân đầu gối rất là rộng rãi. Hàng ghế thứ hai này, tư thế này ngả khoảng 45-55 độ gì đấy, khá là ổn. Tuy nhiên thì có một điểm đáng tiếc, đó là hàng ghế này là ghế cố định, không thể ngả về sau, chỉ có thể hỗ trợ gập 60-40 từ trong xe để tăng thêm diện tích khoang hành lý. Chúng ta sẽ cùng lên vị trí quan trọng nhất, đó là khoang ghế lái và khoang hành khách phía trước. Điểm đầu tiên mà tôi cảm nhận về khoang lái của chiếc Accent này, đó là sự trẻ trung, trang nhã và đậm chất xe Hàn. Xe sử dụng hai tông màu chủ yếu, đấy là màu đen và màu kem. Toàn bộ các phần chi tiết này, đó là phần chi tiết nhựa cứng, khá nhiều chi tiết nhựa cứng trên bảng cáp lô. Ghế thì được sử dụng, đó là ghế mỉ bọc pha màu giữa kem và đen, khá là đẹp. Tuy nhiên thì để giữ được chiếc ghế này sạch sẽ rất là khó. Các bạn nên bọc lại bằng một ghế da tiêu chuẩn, có thể lựa chọn chính màu giống như màu ghế mỉ này, hoặc thậm chí là phối mà theo màu các bạn yêu thích. Khoang lái của Accent cũng không quá có cái gì đó gọi là đặc trưng. Phần tay lái được bọc da mạ bạc, ba chấu và tích hợp đầy đủ tất cả các nút bấm thông minh ở trên này. Logo Hyundai ở chính giữa, bảng đồng hồ tablo siêu sáng. Đây là phiên bản 1.2MT bản đủ, do đó thì đồng hồ sẽ được trang bị là đồng hồ siêu sáng thay vì đồng hồ analog dạng thường như trên 1.2 bản bay. Các chi tiết khác bao gồm phần giải trí, đầu DVD 7 inch, IPS 6 loa tiêu chuẩn, mang đầy đủ tất cả các kết nối AUX, Bluetooth, CD, AM, FM và đặc biệt là phần dẫn đường. Bản quyền dẫn đường do Hyundai thành công phối hợp với phần Việt Map trang bị rất tốt và được đánh giá là một trong những phần mềm dẫn đường tốt nhất Việt Nam hiện tại. Một điểm đáng buồn trên Hyundai Accent đó chính là phần cụm điều hòa. Có lẽ đây là phần xấu nhất trên thiết kế của Hyundai Accent, cũng như là tiện nghi được đánh giá thấp nhất trên phần Accent này. Xe chỉ được trang bị điều hòa chỉnh cơ thay vì điều hòa tự động. Chỉ có duy nhất một phiên bản Hyundai Accent bản tiêu chuẩn, bản cao nhất thì sẽ được trang bị điều hòa tự động. Còn tất cả các phiên bản còn lại bao gồm 1.4 bay, 1.4 MT bản đủ, 1.4 AT bản thường đều chỉ được trang bị điều hòa chỉnh cơ. Và dĩ nhiên điều hòa chỉnh cơ chúng ta sẽ có những cái nút bấm và xoay như thế này. Hộp số sàn 6 cấp đi kèm với xe, với phần số lùi sử dụng cần số hệ cần số móc giống như Toyota Altis trước đây. Cũng khá an toàn, tuy nhiên thì sẽ gây một chút gì đó khó khăn cho những lái mới. Các vị trí còn lại như phần khay để đồ này, phần hộp tì tay, gạt tàn thuốc và hộp tài liệu được bố trí khá là gọn gàng, đẹp mắt. Hyundai Accent này sẽ không được trang bị cửa sổ trời. Đây là bản 1.2 bản thường thôi, 1.4 bản thường, và với bản đặc biệt 1.4 bản đặc biệt chúng ta sẽ có cửa sổ trời. Các chi tiết còn lại như đèn trần, khay để kính, tấm chắn nắng, đơn giản, dễ sử dụng và giống như trên những chiếc sedan hạng B tiêu chuẩn khác. Điểm đáng nói nhất trong phần thiết bị an toàn đến từ Hyundai Accent đó chính là xe được trang bị hầu hết tất cả tính năng an toàn mà trên một chiếc Hyundai, trên một chiếc xe sedan gia đình cần có, bao gồm hai túi khí, phanh ABS, EBD. Đặc biệt hơn thì Accent vượt trội so với các đối thủ còn lại khi được trang bị cả hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cân bằng điện tử, cùng với đó là ổn định thân xe. Với giá bán rất hấp dẫn, chỉ từ 425 triệu cho phiên bản bay, bản thiếu và 470 triệu cho phiên bản số sàn, bản đủ, đi kèm chương trình khuyến mại từ 5 đến 10 triệu tùy từng thời điểm. Hyundai Lê Văn Lương chúng tôi có hỗ trợ trả góp cho quý khách hàng mua Hyundai Accent lên đến 90% giá trị xe. Khách hàng chỉ cần chuẩn bị trước 10% cộng tiền đăng ký đã có thể sở hữu ngay Hyundai Accent 2018 với 4 phiên bản tùy chọn. Mọi thông tin chi tiết liên hệ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số máy 0967 588585, đại diện bán hàng Hyundai Lê Văn Lương miền Bắc.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.